Những ai yêu vẻ đẹp bình dị, sự e ấp của những đóa sen vươn lên từ bùn lầy, hay thích những sản phẩm làm từ sen của đất Đồng Tháp, chắc hẳn sẽ thích thú khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật thư pháp có 102 này. Chúng được tạo nên từ các đường nét tự nhiên của lá sen và bàn tay tài hoa của những nghệ nhân thư pháp. Người có ý tưởng tạo nên những bức tranh thư pháp trên lá sen là anh Trịnh Phi Long, một giáo viên tiểu học tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Thì cái tranh thư pháp trên lá sen nó mang một cái đặc biệt như thế này là chất liệu của nó là chất liệu quê hương Đồng Tháp mình, và kết hợp với nét thư pháp là một nét đẹp văn hóa truyền thống nữa, thì mình tạo ra được một cái dòng sản phẩm nó không lẫn lộn vào đâu hết. Những cái sản phẩm tranh như thế này thì những họa sĩ người ta vẽ rất là đẹp, nhưng mà mình làm tranh lá sen này là thủ công, rồi chất liệu quê hương nó độc đáo nữa, thì khi mà người ta làm quà tặng thì ta nhìn ra người ta biết đó là của Đồng Tháp. Mỗi chiếc lá sen đều có cho riêng mình những hình dạng đường gân khác nhau. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến cho các bức tranh thư pháp từ lá sen trở nên độc đáo hơn, nhưng cũng chính là thách thức cho các nghệ nhân mỗi khi sáng tác. Viết trên lá sen, viết thư pháp trên lá sen thì nó có một cái khác so với những chất liệu khác là cái độ găng của nó, găng của lá. Thì khi mà mình viết thì mình phải định hình cái bố cục, cái nội dung trước. Rồi mình viết thì nó không có nhanh được, nó phải uyển chuyển theo cái găng lá. Thì những chất liệu khác thì nó bề mặt nó phẳng lắm, mình viết rất là dễ. Tranh thư pháp trên lá sen là sản phẩm của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Lá sen được một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm sen sấy khô theo công nghệ châu Âu cung cấp. Những chiếc lá sen sau khi được xử lý có độ bền nhiều năm. Ngoài việc dùng để viết thư pháp, lá sen sấy còn được sử dụng để tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo khác. Lá sen sấy khô khi mà rờ vào thì nó vẫn còn cái độ nhám mịn của đặc tính của cái lá sen. Lá sen sấy khô được ứng dụng trong các sản phẩm về nội thất như là trang trí mảng tường hay là các loại tranh ảnh. Những cái dụng cụ gia dụng như là hộp khăn giấy, như là bình trà, nón lá sen, nón túi canvas từ lá sen, hay là tranh sen kết hợp với vàng, các loại đá quý. Ngoài ra thì một trong những cái mà chúng tôi nghiên cứu và đang kết hợp với một số nhà thiết kế đó là vải lá sen. Với những nét độc đáo ấy, các sản phẩm từ lá sen dần thu hút được sự chú ý từ du khách mỗi khi đến với Đồng Tháp. Ở đó, những con người của vùng đất sen Hồng luôn thầm lặng kết nối đam mê, ý tưởng và công nghệ để đưa sen Đồng Tháp vươn xa hơn. Xuất phát từ cánh đồng bưng biển, đến các cuộc triển lãm và những quầy hàng sang trọng, hành trình của những chiếc lá sen vẫn chưa dừng lại.